Trở lại chương trình tin tức của Hoa Kỳ. Có vẻ như ông đầu bạc Mike Pence đã chính thức tờ đấy Daily Wire đã chính thức tuyên bố cách đây không lâu, ngày 28 tháng 10 của 2023, ông Mike Pence đã chính thức tuyên bố rằng sẽ xóa cái cuộc campaign của 2024 dừng chân tại đây. Thì Âu Đâu đây cũng là một sự kiện chúng ta không thể đoán được một nhân vật mà cái tên tuổi của ông ta trở thành phó tổng thống của nước Mỹ toàn là nhờ về tổng thống Trump và phong trào của ông Trump, đó là phong trào làm cái nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đầu bạc Mike Pence là người đã chỉ trích ông Trump rất nhiều, là người hoàn toàn ủng hộ cho cuộc chiến của Ukraine và cho rằng người Mỹ cần phải chết cho Ukraine. Thì cuối cùng thì có vẻ như cử tri của đảng Cộng Hòa, đặc biệt là đảng Cộng Hòa sơ bầu, họ đã đưa ra một số cái áp lực cụ thể, đặc biệt là cũng thăm dò ý kiến. Những cuộc thăm dò ý kiến của đầu bạc Mike Pence gần như không được 2-3% tại một số các tiểu bang quan trọng như Iowa, New Hampshire, v.v. Sự tuyên bố của đầu bạc Mike Pence là sự tuyên bố có vẻ như chúng ta hoàn toàn cũng không có ngạc nhiên về điều này. Mike Pence đã tuyên bố như sau. I just couldn't sit this one out. But the Bible tells us that there's a time for traveling across the country over the past 6 months. I came here to say it's become clear to me. This is not my time. Vì thấy đó là cả một câu chuyện mà tại sao so after much prayer and deliberation, ông ta đã hoàn toàn mất đi cái tính dụng của phong trào đảng Cộng Hòa của chúng ta khi thật sự ông ta tranh cử chống lại Tổng thống Trump. Now I'm leaving this campaign, but let me promise you, I will never leave the fight for conservative values and I will never stop fighting. Và ông ta xuất hiện hôm nay tại cái chương trình của người Do Thái tại Las Vegas. Cũng chưa rõ ràng là ông ta sẽ ủng hộ ai trong cuộc chiến 2024. Nhưng mà đây là một sự dối trá, đây là một sự tệ hại nhất, phản bội nhất đối với ông Trump. Tôi cũng hy vọng rằng Mike Pence đầu bạc hãy bỏ đi cái vấn đề nhục nhã của ông và endorse cho Tổng thống Trump. By the way, sự endorsement của ông đối với Tổng thống Trump cũng chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng mà tóm lại có thể thể hiện sự đoàn kết của đảng Cộng Hòa với nhau. Và đương nhiên, đây là kẻ mà thật sự chịu trách nhiệm chính cho cái hiến pháp của ngày 6 tháng 1 của 2024, kẻ chống lại ông chủ cũ của mình. Và đó là tin tức của Hoa Kỳ. Chào tạm biệt.